Em chào tất cả anh em nhé. Sáng giờ em đóng hàng này cho anh em xong rồi ha. Giờ em test cho anh em mấy con máy đang còn ở tiệm anh em ha. Anh em nào mà thấy cảm giác ok thì tham khảo em. Được thì chốt ha. Liên hệ em nhé. Hiện tại con này là con E7 anh em ha. Con này là con E7 anh em. Kubota E7. Em test cho anh em xem nhé con này ha. Chất lượng cho anh em nha. Anh em nào cần liên hệ em thì chốt liên hệ em nhé. Bao nguyên bao chất lượng cho anh em. Anh em chạy oxy, chạy bơm nước, chạy phát điện, gọi là chạy mọi vụ số chuyện liên hệ em ha. E7 ha. Kubota. Nó cạn cái gì sao anh em? Găng ti nè, cho găng ti nhọn nè. Cái bánh trứng nó cạc vào cái cây đó anh em nha, chứ không phải máy bị gì đâu. Là bao anh em luôn. Rồi. Kubota 7, em còn 4 5 con anh em. Anh em nào chốt cái liên hệ em nhé. 0985927776 Zalo ha. Bao ship cho anh em. Ra 85 anh em ha. Hàng đẹp ha. Ra 85. Đó, anh em nào cần liên hệ em nha. Thì chút nữa em sẽ test mic số 7 rồi. NFA D7 này. D800 Beck kim này. Hiện tại em đang đóng hàng như người ta cái ha. Rồi. Chào anh em.